Ok luôn anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Ok anh em ạ, à, thì như anh em có thể thấy là tôi đang đứng ở trên cái máy farm vàng của tôi đây. Đó, thì là trong tập hôm qua là chúng ta đã xây được một cái máy farm vàng rất là to anh em ạ. Rất là to và rất là bá đạo luôn, nhưng mỗi tội là hơi cao rồi, hơi sợ sợ rồi ạ. Đây trên nhưng mà cái hiệu quả nó mang lại rất là nhiều anh em nhá. Hơn 650 phôi vàng một giờ luôn. Đấy. Và trong khoảng thời gian offline là tôi cũng đã xây được một cái đường đây. Đấy, xây bằng kính luôn cho xịn này anh em ạ. Chính là cái đường để mình chạy lên cái chỗ mình đứng AFK. Ok anh em ạ, thì trước khi ở video thì anh em đừng quên like và subscribe cho tôi nhá. Nó free mà, nhưng mà thật sự nó ý nghĩa đối với tôi rất là nhiều anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok anh em ạ, thì chắc là anh em cũng đã thấy ở trong người tôi đang có một chút đồ ở đây đúng không? Đấy, đây chính là đồ để tôi chuẩn bị để tôi xây cho ngày hôm nay đây anh em ạ. Hôm nay tôi sẽ xây hai thứ. Một là khu để cho dân làng nó ở, chính là thằng chế thuốc đấy. Tôi sẽ xây ở bên này. Đấy, bên này sẽ có một anh chế thuốc để tôi còn đổi cái thịt thối rữa với anh ấy. Đấy, ok chưa? Còn bên này sao? Sẽ là một khu để mình trao đổi đồ pickling anh em ạ. Bởi vì là anh em biết là tôi có rất là nhiều vàng, mà đây này có rất là nhiều các hạt vàng. Đấy, gộp lại là ra phôi vàng nhá. Đấy, sẽ có rất là nhiều anh pickling ở đây. Mà thực ra để đưa rất là nhiều anh lên thì hơi khó à. Nên là tôi nghĩ chắc là tôi sẽ đưa một hoặc hai anh lên thôi. Đấy, khu bên này khu cho pickling chứ. Khu bên này khu cho dân làng. Đấy, và cái đống đồ này này là đống đồ cho dân làng trước anh em nhá. Tôi sẽ xây cho dân làng trước. Ok, thì chúng ta cùng xây luôn thôi anh em ạ. Đấy, tôi chuẩn bị luôn đồ cho đỡ mất thời gian đây anh em ạ. Nhưng mà cứ chạy đi chạy lại nó mệt lắm, bởi vì là anh em biết là cái chỗ nó cao mà, xuống nó lâu, rồi lại còn chạy về cổng, nói chung là lâu lắm anh em ạ. À, xây luôn thôi, tôi chuẩn bị hết đồ rồi. Ok anh em ạ, chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách là chúng ta sẽ xây ra một hình vuông nhá. Hình vuông 5x5 anh em ạ. 1 rồi này, 2, 3, 4, 5. Đấy, ok anh em ạ, thì là cái nhà này là một cái nhà nhỏ do tôi tự nghĩ ra anh em nhá. Đấy, và nó rất là dễ thương anh em ạ. Ok được rồi, sau khi xong này nhá là bây giờ mình phải xây xuống cái tầng dưới. Đấy, thì muốn xây được cái tầng dưới ấy, là mình phải làm như này anh em ạ. Xuống ngay này. Đấy, đặt một cục ở đây. Ok chưa? Đấy, nó hơi rắc rối một tí như vậy. Sau đó chúng ta dùng kính thế này, dùng kính thế này xây ngang qua. Đấy, phải làm như vậy anh em ạ. Đấy, xong mình lấp đầy cái đáy này được. Ok. Ô, chết rồi, tôi lỡ xây cái này là hơi quá to rồi nhỉ. À mà thôi kệ, to cho mấy anh dân, mấy anh sống chỗ thoải mái anh em ạ. Thôi rồi, nếu mà hơi to thì phá này đi. Đấy, ok, xong đặt nó vào này. Đấy, bớt to ngay. Ok anh em ạ, sau khi xong như này nhá là bây giờ là chúng ta cần cái crafting table này. Đấy, đặt nó ra. Chúng ta sẽ làm những cái tường đá diorite anh em ạ. Đấy, bao nhiêu ấy thì tôi cũng chả nhớ, hình như là 24 sao ấy hả. Đây, chúng ta sẽ đặt nó như thế này anh em nhá. Ba cái ở đây này. Đấy, hai cái ở đây này, một cái ở đây, hai cái ở đây. Á, à, đặt tạo thành cái hình như này anh em ạ. Trông nó giống như vương miện đúng không? À, ok, xong mình kéo dài qua bên này ba cái. Ok chưa, mình kéo dài qua bên này ba cái luôn. Đấy, xong rồi bây giờ đã tới lúc mà mình dùng sợi chỉ rồi. Tơ nhện đấy. Thực ra cái này nó dịch là tơ nhện nhá anh em, chứ nó không phải sợi chỉ đâu hả. Ông nào ông ấy dịch vậy đấy hả. Rồi, mình đặt thêm một cái nữa ở đây này. Đấy, đây anh em nhá, thì mình đặt sợi chỉ là để mình tạo cho cái này là nó nổi lên một cục cái này. Đấy, nếu mình không có ai trông cái phẳng cái này. Đấy, nhưng mình đặt vào này anh em này. Đấy, anh em thấy nó khác biệt chưa hả. Ok anh em nhá, sau khi xong cái này này là bây giờ là mình đã đặt đến cái dàn pha thuốc. Đấy, đặt nó vào góc. Ok, hoặc là đặt nó ở đâu cũng được. Rồi, xong bây giờ là mình sẽ xây cao cái này lên này, để mình đặt những tấm thảm anh em ạ. Đây, anh em kể thế là tôi có cầm theo len cừu ấy được không. Đấy, được rồi, tôi sẽ phải làm thảm cái anh em ạ. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải làm thảm xanh nhạt. Đấy, và thảm trắng luôn anh em nhá. Đấy, được rồi, tôi không biết là tôi có đủ len cừu không nhỉ. 15 cái thảm trắng này, 12 cái thảm xanh à. Còn có một len rồi, được rồi, kệ đi, tôi nghĩ chắc đủ đây anh em ạ. Được rồi, chúng ta bắt đầu xây em nhá. Nhưng mà bây giờ nếu muốn đặt thảm thì là mình phải đặt cái sợi chỉ này. Đó, phải đặt sợi chỉ ở lên trên này. Đấy,
Rồi ok các em ạ, bây giờ chúng ta đặt thảm này. Đặt thảm mà chúng ta đặt như này các em nhá. Thì cái màu xanh hơi ít nên là tôi nghĩ là màu xanh đặt bên trong đi hoặc đặt màu trắng ra ngoài. Đấy. Xong cái màu xanh bên trong này. Đâu rồi? Đấy. Chúng ta sẽ phải đặt lên sợi chỉ đấy, nó giống như cái lúc mà tôi xây ngôi nhà con cá heo đấy. À, màu xanh đặt đây. Đấy, ta tạo thành cái hình cờ caro anh em ạ. Ok các em ạ, thì bây giờ là để xây luôn cái sợi chỉ nó hơi khó. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây tới cái ấy này. Cái hàng rào này. Đó. Ba cái lên này các em nhá. Một cái qua bên ngang. Đấy, một cái qua ngang này. Đấy, ba cái lên. Nào. Rồi ok các em ạ. Sau khi xong cái này là bây giờ là chúng ta mới hoàn thiện đứng nút cái mái này. Đấy, thật sự là mình đặt mấy cái tơ nhện này là nó hơi rối mắt anh em ạ, bởi vì nó nhỏ. Á, à, nên là tôi sẽ cố gắng để tôi nhìn kỹ và tôi đặt chuẩn nha anh em ạ. Ok, các em sắp xong rồi. May quá là vừa đủ thảm xanh luôn anh em ạ, tuyệt vời quá. Đẹp quá anh em ạ. Anh em có được không? Á? À? Dễ thương quá anh em ơi. Hả? À, bởi vì tôi biết là trong điện cũng khá là tối anh em ạ, nó khá là tối và nó khá là đáng sợ. Thế nên là tôi đã chọn cái màu xanh nước biển và cái màu trắng này cho nó đẹp đấy. Hả? À, ok các bạn, chúng ta xong được cái chỗ cho dân ở đấy. Đó. À. Được rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đặt thêm cái cổng vào thôi. Đây, hả? À. Đặt cái cổng mà chúng ta đặt như này này. Ô, thì tôi còn thiếu cái chỗ này nhỉ? Được rồi, tôi làm thêm tí hàng rào anh em ạ. Tôi làm thêm một chút hàng rào nữa. Nào, may quá là mình có gỗ đây hờ. Rồi, được rồi. Nào, hàng rào là mình đặt bên này nhá. Đấy, xong đặt gậy vào giữa. Ok các em ạ. Đấy, xong rồi, xong rồi. Ôi, ngon quá, đẹp quá. Tự nhiên nó có cái nhà nhỏ nhỏ ở đây. Trông cái chỗ này nó sáng hẳn lên anh em ạ. Đấy, trông màu đẹp đúng không? Chứ mà trông này tối om mà. Rồi anh em ạ. Nào, ăn tí. Đấy, đây anh em ạ. Thì cái lý do tại sao mà tôi phải lùi cái này xuống một cái là để cho dân nó có đứng ở đây này thì nó không có nhảy qua được. Đó. Đấy. Ok các em ạ, thế là xong rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ về nhà và tôi mang đường ray vào trong địa ngục. Tôi sẽ xây đường ray nó nối từ nóc địa ngục lên trên cái máy farm này. Đấy. Và xong rồi đó là tôi sẽ về nhà, tôi mang một anh dân vào trong địa ngục này. Rồi tôi mang anh dân đấy lên trên nóc địa ngục. Sau đó tôi mang anh dân đến từ trên nóc địa ngục đến cái chỗ máy farm này. Khá là rắc rối đấy các em ạ. Nhưng mà không sao đấy các em ạ. À. Bây giờ tôi sẽ về nhà và tôi cất đồ và sau đó tôi mang đường ray vào đây các em ạ. Rồi ok các em ơi, tôi có một tin rất là vui muốn cho anh em biết anh em ạ. Đó chính là cái máy phá sắt mới của tôi đã hoạt động ra đủ sắt để tôi có thể hồi sinh được cái đèn hiệu rồi anh em ạ. Quá là ngon rồi. À, chúng ta cũng mang cái đèn hiệu xuống và đặt lại thôi anh em ạ. Đây, anh em có thể nhìn thấy là đây này. À, 29 khối sắt và 59 phôi sắt luôn thì khá là nhiều đấy anh em ạ. Rất là ngon. Đây rồi, đây là cái chỗ đèn hiệu này. Đấy, xuống thôi anh em ạ. Chúng ta dùng máy cuốc có độ mềm mại này đào cái này cho đỡ phí kính. Rồi, nào, đóng vào thôi. Còn mấy anh dân làng đấy hả? Kệ mấy anh đi anh em ạ. Kệ đi nhá. Nào. Ok, vụt sáng lên em ơi. Thắp sáng lên. Đấy. Ok, nào, cho bạc vào. Sau đó chọn sức mạnh anh em ạ. Chọn hồi phục, đấy. Ok, là giờ chúng ta sẽ có sức mạnh và hồi phục đây anh em. Đấy, lại ngon ngay anh em ạ, lại ngon ngay. Yeah. Rồi, ok, quá ngon rồi. Thế quái nào mà lại có một anh dân nó xuống cái này anh em ơi. À đây, 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 tôi biết cách cho anh lên rồi. Hình như là mấy anh ấy sẽ bơi theo dòng nước ấy anh em ạ. Đó. Là nếu mà tôi dùng nước tôi lên là anh ấy cũng sẽ dùng nước và anh ấy lên đấy. Thế nên là tôi sẽ cho anh lên cùng. Cố lên anh dân ơi, chúng ta phải sống. Nào anh, đi lên đây với em. Lên đây, giỏi quá. Ok các em ơi, anh dân anh ra ngoài rồi. Tuyệt vời quá. Tuyệt vời quá, đây được rồi. Tới lắp lại kính. Nào. Ok, ôi ngon quá rồi anh em ạ. À, bây giờ tôi sẽ đi vào trong địa ngục và tôi sẽ bắt đầu tôi xây đường ray lên. Rồi ok các em ạ.
tớ đã xây ra được một cái đường mà nó gọi là nó lòng hoàng kinh khủng luôn anh em ạ. Anh em nhìn thấy cái đường của tôi chưa này? Từ đây nhá, đi đây này, quành ngang qua đây này, xuống lên kia quành chéo qua đây này, xong rồi mới bắt chẳng lên trên nóc địa ngục. Cú rồi ôi cái đường, ôi từ từ á. À, được rồi anh em ạ, bây giờ nhá là tôi sẽ gọi là, ôi con gà mày bắn ai á. À, bây giờ tôi sẽ phải gọi là chạy trên cái đường này để tôi đặt đường ray vào anh em ạ. Rồi ok anh em ơi, tôi đã xây xong cái hệ thống đường ray rồi anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ thử đi thử cho anh em xem nhá. Đấy. Ôi dồi ôi, ok rồi anh em ạ. Ok rồi, an toàn rồi. Rồi. Đấy. Anh em mới nuột chưa? Đấy. Khá là ngon anh em ạ. Nó sẽ đưa tôi thẳng lên đến cái chỗ thang anh em nhá. Đấy, chỗ thang thôi. Thực ra là tôi rất là muốn phá cái nóc để tôi cho bọn nó đưa thẳng lên trên nóc anh em ạ. Nhưng mà anh em nhìn này, xung quanh đây có rất là nhiều đá bét róc đây này. Đấy, 3-4 tầng bét róc luôn. Đó. Nên là tôi không nghĩ là tôi phá hết rồi anh em ạ. Thế nên là tôi chỉ đưa bọn nó đến chỗ thang thôi. Và xong rồi đó là chúng nó sẽ phải tự trèo thang lên anh em ạ. Và tôi sẽ có cách dụ anh em ạ. Anh em đừng có lo. Ok, bây giờ tôi sẽ về nhà và tôi sẽ mang anh dân vào trong này anh em ạ. Và xong rồi đó là chúng ta sẽ cùng đưa anh dân lên trên nóc địa ngục nhá anh em. Ok anh em ơi, tôi đã bắt được một anh dân rồi anh em ạ. Đây này. Đấy. Bây giờ tôi sẽ đưa anh dân xuống dưới anh em ạ. Nhưng mà đường dưới ở chỗ này nó hơi bị kẹt đây này. À, chỗ này đang hơi bị kẹt đây này. Tôi phải tìm cách đưa anh xuống dưới anh em ạ. Và tôi nghĩ là tôi sẽ phá cái chỗ này đi. Đấy, phá chỗ này đi. Rồi, xong tôi sẽ dùng cái cuốc có độ mềm mại này. Tôi phá ổ này đi. Đấy, để tôi đưa anh xuống. Đây nữa. À, ok anh em ạ, thì như anh em vừa thấy đấy, đó là tôi tính đưa anh xuống nhưng mà các anh kia là anh tự xuống nó rồi. Ô, và anh ấy làm nghề pha chế thuốc luôn này hả? Ngon quá. Nên là bây giờ tôi chả cắn mắt hai anh ấy đâu. Đấy. Ha, free cho hai cái anh em ạ. Được rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa các anh nông dân này đi theo em anh ấy. Nào. Ngồi thuyền anh ấy. Ơ. Ngồi thuyền. Ơ. Nào. Rồi. Em vào thuyền đi anh. Rồi, tuyệt quá anh em ơi. À, xong rồi tôi sẽ phá cái chỗ này ra. Và tôi sẽ đưa anh vào trong địa ngục anh em ạ. Vào thuyền anh ơi. Vào thuyền. Ôi ôi ôi. What? What? Cái này sao mà tôi chơi? Nào. Nào 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 nào. Ôi rồi. Ôi. Chú có trôn tôi này anh em. Đừng đánh nhầm bánh lợn nhá. Sợ lắm đấy. Ok rồi, ok rồi. Nào anh dân làng ơi, em xin anh. Ờ rồi ok các bạn. Tôi thành công nhốt anh dân làng rồi anh em ạ. Ấy. Cái này kiểu là cùng nhau ngắm bình minh anh em nhỏ. Nhưng mà chả là bình minh đâu hả. Ok, nào, anh dân lái ngoan ngoan cho em tí nhá. Em vào xem nhá. Ờ. Nào anh em ạ. Em vào xe đi anh. Xe này anh. Đây anh. Anh. Anh ơi. Ok, các em ơi, thành công rồi. Ôi, tôi vui quá. Tôi vui quá anh em ạ. Tôi quá vui. Để lên đi anh dân làng ơi. Thành công nhá. Tôi đi được mà. Anh dân làng cũng sẽ đi được rồi. Đúng rồi anh. Lên đi anh, hay quá. Hay quá. Ôi, lên đi, tôi đi được mà. Vì sao anh dân làng thì đã không đi được anh em? Game gì lạ vậy? Game làm với ai chơi? What the hell? Nào, để tôi thử lại anh em ạ. Đi lên đi anh ơi. Cố lên anh ơi. Thế này do tôi nhẹ vậy. Đi lên đi anh, đúng không anh? Đi lên đi. Chắc là do tôi nhẹ anh em ạ. Được rồi, chắc là tôi phải lên đó và tôi sửa lại cái chỗ này một tí anh em ạ. Ui thành công rồi anh em ơi, tuyệt vời quá. Tuyệt vời quá anh em ạ. Đấy, sau khi mình xong cái này nhá, là bây giờ là mình khóa cái đường này lại. Đấy, khóa lại anh em ạ. Khóa kín nó vào. Đấy, mình khóa kín nó vào như vậy là để anh dân làng là anh chỉ trèo lên cái nóc thôi anh em ạ. Đấy anh lên nóc cho em nhá. Nào, đi lên nóc đi anh ơi, đây này. Anh ơi đi vào đây anh ơi. Ôi anh em ơi, đây rồi. Anh lên rồi, tuyệt quá.
Tuyệt quá, từ từ anh nhá, rồi anh lên rồi, rồi anh bình tĩnh rồi, rồi anh đứng cẩn thận cho em nhá, anh đừng có chạy lung tung nhá. Ngồi thuyền anh. Ngoan quá, quá ngoan anh em ạ. Rồi, thành công rồi. Bây giờ tôi chỉ cần đưa anh dân làng này lên trên cái máy phòng của mình rồi đưa anh em ạ. Đấy, anh em biết là nếu mà bây giờ muốn làm cái chuyện đó là phải xây một cái đường ray thẳng đứng từ đây đúng không? Chéo qua kia, lại chéo qua trên này. Đấy, là mình lại rất là tốn đường ray anh em ạ. Nên là bây giờ tôi sẽ xuống và đưa Pickley lên luôn. Đó, đưa Pickley lên xong ấy, sau đó chúng ta mới phá mấy cái đường ray đi. Đó, sau đó chúng ta mới xây lên trên cái máy farm sau. Bây giờ tôi sẽ chạy xuống và tìm anh Pickley. Ok các em ạ, tôi đã bắt được anh Pickley rồi và bây giờ tôi nhốt anh ấy vào rỗ. Sao anh lại đánh tôi nhỉ? Có ai mà đánh tôi anh em ạ? À, mà chắc là không phải các anh ấy đâu, tôi mặc đồ vàng mà. Đấy, ok các em nhá. Đấy, thì mình lại làm như vừa nãy thôi anh em ạ, đặt vào đây. Đấy, từ từ. Phá cho anh ra đã. Rồi. Đi đi anh. Gì đấy, what the hell? What? What? Có hai anh Pickley tự nguyện vào luôn này anh em, what the hell. Ngon quá. Ngon quá anh em ạ, bởi vì tôi cũng cần hai thằng. Đó, được rồi. Gọi là có hai thằng luôn thì tôi sẽ làm luôn thêm một cái thuyền đấy luôn anh em ạ. Đấy. Bắt luôn anh em ạ, bắt luôn. Rồi. Ok anh em ạ. Tôi sẽ cho từng anh một lên. Nào. Đầu tiên ấy là mình chặn cái này lại đã anh em ạ. Đấy, được chưa? Xong phá này đi. Cẩn thận nhé, không đánh nhầm Pickley chết cha đây các bạn. Đấy, ngồi vào cái này. Vào xe cái này. Này các anh, vào xe đây các anh. Đây các bạn, tôi sẽ gọi là móc qua đây. Đấy, tôi móc qua đường ray qua đấy. Đấy. Đấy, thì nó sẽ dễ dàng hơn. Nào các anh. Rồi, đấy, thành công của anh rồi các bạn. Rồi, được rồi, để tôi dùng cái thuyền để tôi nhốt cái anh lại các bạn. Nào. Có được không? Không được à? Được rồi, thì tôi sẽ gọi là đây thế này đi. Đấy, ok. Thành công anh em ạ, ngon quá, ngon quá. Đây các em ơi, tôi lên tới ở đây. Đó, phá cái này đi nào. Đấy, xây chấm nó vào. Đấy, được rồi nhá. Thì là bây giờ mà muốn cho Pickley nó lên ở trên nóc ấy là nó khó khăn quá trời heo. Vừa nãy là tôi đã làm thử rồi và tôi thấy nó khó khăn lắm anh em ạ. Nhưng mà thế quái nào mà giờ các anh thì anh lại lên nhanh ấy nhỉ. Được rồi anh ngoan quá, anh vào thuyền đi anh nhé. Ok các em ạ, tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Bây giờ tôi sẽ xuống và tôi đưa nốt anh còn lại lên được anh em ạ. Ui dồi ôi, tôi lại chơi ngu đấy các em ạ. Thế quái nào mà tôi toàn nhảy xịt anh em nhỉ. Được rồi, nào đưa nốt anh này lên nào. Nào anh, ngoan ngoãn anh nhá. Ngồi vào xe đi. Vào xe đi anh. Ơi, xe ơi. Từ từ xe ơi. Cẩn thận. Ôi. Ok anh em ạ. Tôi sẽ phải lên để tôi lấy. À đây đây, may quá. May quá. Cái cung của tôi đâu? Đâu rồi? Nó láo quá anh em ạ. Ôi. Đâu rồi? Phải cắt đâu rồi? Mày láo thế. Chết ngay các em ạ, sao mà chơi với tôi được. Ok các em ạ, tôi sẽ xây lại cái đường mà tôi đưa anh Pickley lên. Nào. Nào anh Pickley. Vào xe anh ơi. Hay quá anh ơi. Tuyệt quá anh ơi. Đi lên đi anh. Đi lên đi. Đi lên đi. Rồi. Ok các em ạ, thành công rồi. Quá ngon anh em ơi. Ngon quá rồi. Đấy. Bây giờ là tôi sẽ phá hết cái đường này đi để tôi lấy lại đường ray anh em ạ. Và sau đó là tôi sẽ đi lên nóc địa ngục và tôi sẽ xây đường từ nóc địa ngục đi lên cái máy farm anh em nhá. À mà từ từ đã, trước tiên là tôi phải đi lên trên đấy để tôi đưa anh Pickley lên trên nóc đã nhở. Ok các em á, nhốt anh ấy vào. Rồi nào, phá xe cho anh ra anh em ạ. Ra đi anh ơi, đi lên đi anh, đi lên đi anh. Đi lên đi anh. Đấy, đây anh em nhá. Thì nếu mà cái tình huống mà Pickley nó không chịu đi lên như này này. À, nó ngoan thế. Nó quá ngoan anh em ạ. Đấy. Thì nếu mà anh em gặp cái tình huống mà Pickley nó không chịu đi lên ấy, á. Thì anh em đánh nó một cái. Thì nó sẽ bực anh em và nó đuổi theo anh em ấy. Á, thì cái lúc mà nó đuổi theo anh em là nó sẽ trèo thang lên đấy. Ok anh em ạ. Rồi, ngon quá rồi.
Bây giờ tôi sẽ xuống và tôi phá cái đường ray thôi anh em ạ. À, và sau đó chúng ta sẽ lên đây và chúng ta xây đường đi lên máy farm anh em nhá. Ok anh em ơi, tôi đã xây xong cái đường rồi đây. Đấy, khá là ngoằn ngoèo đây anh em ạ. Đây, để tôi cho cái khoảng cách kết xuất nó cao lên để cho anh em nhìn thấy này. Nào, đấy, anh em thấy rõ chưa? Đấy, ok anh em ạ. Cho nhỏ xuống nó đỡ lag nhá. Rồi, rồi. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi xây đường ray thôi anh em ạ. Ok anh em ơi, tôi đã lên được tới cái chỗ máy farm ở đây. Ok anh em ạ, phá này đi. Đấy, ok nhá. Xong bây giờ là tôi đã quành nó vào. Quành nó vào, tôi đưa anh dân vào trong này anh em ạ. Đấy, ok. Chúng ta xuống và chúng ta đưa anh dân lên trước anh em nhá. Cái này là phải đi cẩn thận này chứ không có nhảy nhảy đâu. Cái này mà nhảy cái này đi bụi gùa luôn nên anh em mà không đùa đâu. Ok, nào, nào anh dân, theo em nào, anh sẽ là người đầu tiên. Ok anh em ạ, tôi sẽ xây một cái phòng nhỏ nhỏ ở đây. Đấy, để tôi nhốt anh em lại. Rồi ok anh em ạ, bây giờ tôi sẽ dùng xe mỏ. Đấy, đặt vào đây, phá cái thuyền ra. Anh ơi, đi vào xe đi anh. Anh ơi, xe này anh ơi. Anh ơi, ở đấy. Ngon ngay anh ơi. Ngon ngay, ngon ngay. Đấy, đủ này cái lên anh em ạ. Đi lên đi anh nhé, thành công đi nhá. Cố lên anh. Ăn ít ít thôi, nặng quá. Nào, cầu trời cầu Phật thành công anh em ạ. Cầu trời cầu Phật. Ấy, không thành công rồi. Sai cái bị tắc ở đâu ấy nhở. Sai cái bị tắc ở đâu ấy nhở, lạ nhở. Được rồi anh em, vậy để tôi sửa lại ở bên trên này một chút nhá. Tôi nghĩ là chắc ở tầm đoạn này. Chắc tầm đoạn này anh em ạ. Ok anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ xuống và tôi đưa anh lên lại. Nào anh ơi, đi lên đi anh ơi. Cố lên anh ơi. Đây sẽ là anh dân đầu tiên mà được sống với địa ngục anh em ạ. Quá là thích luôn. Thực ra tôi thấy nó hơi vô lý nhỉ. Nhưng mà dù sao là anh cũng được sống ở một thế giới khác, một thế giới rất là đẹp. Mà trước đây là chưa từng có một anh dân nào được từng nhìn thấy luôn anh em ạ. Ấy, anh dân này gọi là cực kỳ vinh hạnh luôn. Thì rồi thì anh lại còn được tôi chọn làm một cái anh mà sẽ ở trên cái máy farm vàng của tôi luôn. Như vậy là trao đổi đồ với tôi luôn. Tuyệt vời như thế còn gì đấy anh em nhỉ. Ấy, ui ngon quá, thành công rồi. Tôi thấy anh ngồi ngoan quá ở trong này mà tôi thấy vui anh em ạ. Không biết là tôi cần phải để giường cho anh không nhỉ? Được rồi anh em nhé. Để giường cho anh ấy anh em ạ. Ừ, phải để giường cho anh ấy. Thế nhưng mà tôi hơi lo, thật sự là tôi hơi lo. Đây anh em ạ. Tôi sẽ gọi là để cái này. Ủa cho tôi các ạ. Thôi, táo đi ghê quá. Bây giờ chả may mà nó nổ cái giường cái là toang luôn cái chỗ này của mình đấy anh em ạ. Ok, được rồi. Kệ anh ấy đi. Sau này tôi sẽ tính đến chuyện có để giường cho anh ấy không anh em ạ. Đấy, phá một chút đường ray đi anh em ạ. Đấy, xong rồi đó là tôi đặt cái cổng vào này. Đấy, đặt cái cổng gỗ vào. Rồi, xong rồi tôi sẽ mở cho anh ra nhà mới của anh ấy. Anh có vui không? Để nó đổi đồ với anh tí anh em ạ. Nào, lấy tí thịt zombie ra đổi với anh nào. Anh ơi, qua đây anh ơi. Anh ơi, anh ơi, qua đây anh ơi. Được rồi, tôi vào luôn cũng được. Đấy, đấy, ngon chơi anh em. Ô, chắc là tại vừa nãy tôi lỡ đánh anh ấy anh em ạ. À, nên là giờ là anh ấy tăng giá của tôi lên này. Từ 32 thành 35. Nhưng không sao anh em ạ. Đấy, ngon ngay. Ngon ngay anh em ấy, thành công ngay. Yeah. Đấy, xong này farm vàng xong cái cứ xuống đây đổi ngọc. Tuyệt vời quá còn gì nữa. Đây cũng được gọi là máy farm ngọc luôn anh em nhé. Đấy, tuyệt vời kinh khủng luôn nhỉ. Yeah. Rồi ok anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ xây cái chỗ này mắt ngang qua đây. À, để tôi sẽ làm chỗ cho Piglin ở. Nhưng mà trước tiên ấy là tôi phải về nhà đã anh em ạ, về nhà tôi lấy kính đã.
Rồi ok em ơi, tôi đã đưa được anh Pickley vào trong này rồi á, và tôi cũng đã mang nó kính ấy rồi. Đấy, thủy tinh ở nhộm trắng này. Đấy, ok anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ đưa anh lên luôn. Nào, anh Pickley. Ấy ấy, từ. Pickley nó trốn rồi. Ok anh em ạ. Rồi, lại ngon này. Rồi, phá cái đường ra. Pickley anh phải gấy chứ, anh phải hợp tác chứ. Thế anh cũng muốn trở thành một phần trong cái gọi là cái công trình của em à? Ok các bạn, phá ra nào. Ngồi vai kì. Ơ, what the hell? What? Ôi chết cha rồi. Chết cha rồi. Rồi. Đây các bạn. Để đủ này các bạn. Rồi ok các bạn, thành công rồi. Nói. Đấy. Thế là giờ là anh ấy sắp sửa trở thành một trong những người rất là tuyệt vời ở trong cái máy phang vàng của tôi các bạn. Lên đi anh ơi, tuyệt lắm anh ơi. Rồi ok các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ xây kính nữa này. Đấy, xây kính ra để làm cái chỗ cho anh Pickley ở. Nói chung là nó cũng chả có một cái gọi là cái chiều dài cụ thể đâu. Tôi sẽ cứ xây nó rộng ra là được. Đấy, càng rộng càng tốt cho mấy anh ở cho thoải mái các bạn ạ. Rồi ok các bạn ạ. Tôi nghĩ là như này được rồi đấy các bạn ạ. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng xây cái chỗ gọi là chỗ đổi đồ Pickley anh em nhá. Bắt đầu bằng cách là để hai cái rơm này. Đấy, xong rồi đó. Ơ vì sao Pickley thì nó cầm cái này ấy nhở? Trông nó cứ như định đánh ai anh em ạ. Xong rồi đó tới có hopper anh em nhá. Đấy, hopper chiếu vào cái rơm. Đấy, xong rồi đó là chúng ta sẽ tới cái này, mạch so sánh redstone. Đấy, đặt cái này anh em nhá. Đấy, xong rồi đó là chúng ta tới một cục đá. Cục đá nào cũng được anh em ạ. Đấy, tôi có nhiều đá cuội nên tôi dùng đá cuội. Xong rồi ta đến cái nút anh em nhá. Đặt ở ngoài này. Xong rồi thì chúng ta dùng một cái đuốc. Đặt nó lên bên trên anh em ạ. Đấy. Và chúng ta sẽ lại cầm đá nữa. Đấy, đá nữa mình đặt trên cái đuốc này. Đấy. Đặt hai cục anh em nhá. Và cần đến cái bột redstone này. Đấy. Cái bột redstone này là mình đặt thế này. Đâu? Đúng rồi. À, mình đặt nối hai cái lại với nhau anh em nhá. Ok chưa? Xong bây giờ mình dùng kính mình xây anh em ạ. Chúng ta xây kính là xây cái này anh em nhá. Rồi ok anh em ạ, sau khi mà chúng ta đã được cái này thì thực ra là cái chỗ này thì thay bằng kính cho đẹp anh em nhỉ. Đấy, để tôi thay bằng kính cho đẹp anh em ạ. Đấy, kính xong đặt cái redstone lên. Ok. Đấy. Bây giờ nhá, là chúng ta sẽ phải dụ Pickley nó vào trong này được anh em ạ. Đấy. Thì cái cách để dụ ấy là anh em cần nó mới cần gạt. Đâu ấy nhỉ? Cần gạt của tôi đâu ấy nhỉ? À, tôi hết cần gạt rồi hay sao ấy anh em ạ? Vậy tôi làm cái mới vậy. Đấy, mình cần mấy cần gạt đấy anh em nhá. Mình để nó vào cái phễu này, gạt nó lên. Đấy, thì khi mình vứt đồ vào đấy là cái phễu nó không lấy đồ ấy nữa. Đấy, ok anh em nhá. Và bây giờ mình làm gì? Mình vứt một cục vàng vào đây anh em ạ. Đấy, thì mình dụ Pickley đấy. Đấy, nào anh Pickley ơi, cẩn thận anh em ạ. Anh ơi, vàng đây này anh ơi. Vàng này anh. Vàng kia kìa anh. Vàng trong này này. Anh này. Anh có thấy vàng trong kia không? Đây này. Ơ. Ơ. What? Anh Pickley này, anh bị mù hả anh em? Vàng đây anh ơi. What? Thế nào mà anh nhìn lấy được vàng ở trong đấy vậy? Anh ơi, anh có nhìn thấy vàng ở trong kia không? Trong kia kìa anh, đằng sau anh kìa. Cái gì đây? Nó vứt tôi cái gì đây? Chai nước à? What the hell? Không cần. Hình như là nó không chịu nhảy vào rồi anh em ạ. Vậy để tôi dụ nó xa xa ra tí. Rồi, hãy tôi dụ nó xa xa tí anh em ạ. Đây, để tôi thử một vài cách anh em ạ. Phá cái thuyền như này. Đấy, xong rồi vứt vàng vào đây. Đấy, ôi dồi ôi, thông minh quá anh ơi. Anh thông minh quá. Nào. Rồi, ôi dồi ôi, tuyệt quá anh em ạ. Rồi, thành công anh em nhá. Sau khi xong ấy, là anh phá cái nút đi được rồi. Ok anh em ạ. Quá ngon này. Quá ngon lành gần đào này. Cái gì đây, phát diện thạch à? Chả cần đâu anh em ạ. Chả cần đâu. Đấy, sau khi xong cái này nhá, là bây giờ là mình sẽ dùng cái máy phân phát anh em ạ. Đấy, chúng ta sẽ xây cái này.
Đấy, đầu tiên là chúng ta phải đi lên bên trên đó anh em ạ. Đây, một cái ở đây này, một cái ở đây này. Đấy, xong dùng cái máy phân phát sẽ đặt xuống như này. Đấy, ok không anh em? Sau khi xong này nhá, là mình phá cái này đi. Xong mình dùng hopper phéo đấy, đặt nó vào. Xong rồi đặt cái rương lên anh em ạ. Đấy, thì là cái rương đấy, đơn giản là mình cho vàng vào cái rương thôi. Đấy, là sau đó là anh Piglin là anh ấy tự nhặt đồ và anh ấy tự vứt đồ qua đây đấy. Rất là ngon anh em ạ. Ơ, à, vừa nãy là anh vứt tôi sợi chỉ anh em ạ. Ok. Đấy, sau khi xong này nhá, là bây giờ chúng ta xuống và chúng ta đưa nút anh Piglin còn lại lên là được anh em ạ. Thật ra tôi nói thật là vừa nãy là tôi tính xuống bằng cái thang đấy, nhưng mà tôi nghĩ thử là tại sao mình không chơi thử trò mạo hiểm thử cái anh em nhỉ. Đấy, tôi cho anh em chơi thử nhá. Thích không? Ôi giời ơi, về lắm anh em ạ. Thật chứ cái trò này ngoài đời là tôi chưa chơi thử phát nào luôn anh em nhá, nó quá là đáng sợ anh em ạ. Rồi đấy, xuống khá là nhanh anh em ạ. Được rồi, đấy, cho nốt anh Piglin còn lại vào là được rồi. Ok anh em ơi, tôi đã đưa anh Piglin còn lại vào trong cái phòng rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ nhốt anh em vào. Nào anh ơi, ngoan ngoãn theo em anh ơi. Này, cái xe mỏ này. Ủa, từ từ anh em ơi, từ từ anh em ơi. Ôi đấy, thành công luôn rồi. Một pha khá là perfect đây anh em ạ. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi lên anh em ạ. Mà thôi, tôi đi đường ấy đi. Đấy, thử xem là có nhanh hơn anh Piglin không anh em ạ. Thế nhưng mà chắc chắn là chậm hơn rồi. Ok các em ạ, tôi đã lên rồi đấy. Đấy, đây được rồi. Nhặt lại cục cái đã. Phá này đi, ok. Rồi, tôi đã xây một cái nó tương tự y hệt trên cái này. Ô, anh Piglin của tôi đâu rồi? Rồi ok các em ạ, thì là cái phòng này bị mất anh Piglin rồi. Đó, bởi vì hồi nãy là tôi quên không vứt cho anh cái giày vàng. Đáng ra tôi phải vứt cho anh cái giày vàng để anh em mặc vào đấy các em ạ. Đấy, quên mất. Bây giờ còn có một anh thôi. Hơi buồn nhỉ, thôi chốc nữa tôi xuống tôi mang thêm một anh khác lên anh em ạ. Được rồi, đấy, rút kinh nghiệm anh em ạ. Tôi sẽ vứt cho anh cái giày vàng. Thấy cái giày vàng của anh cũng quất rồi hết. Sao thanh kiếm của anh cũng khỏe thế anh em ơi. Ui từ từ anh các bạn, chạy. Ui từ từ anh em ạ. Chạy ra chứ không là anh đánh chết tôi đấy. Ui chết cha rồi, chết cha rồi. Bây giờ tôi sẽ phải grab nhanh một cái giày khác anh em ạ. Ok anh em ạ. Rồi đấy, được rồi đấy, nào, phá này đi. Ôi chết rồi, cái lắp của tôi. Tôi kệ ở đi anh em ạ, cứ để nó ở dưới đấy đi, tôi làm cái khác. Ok anh em ạ, thì giờ tôi nhốt cái anh này vào trong này đấy anh em ạ. Đấy, sau đó là tôi sẽ đi bắt một anh khác sau. Nếu bây giờ muốn nhốt anh cái lại ấy, thì chúng ta phải phá đi cái kính anh em ạ. Ấy, gì đấy? Đau quá anh em ơi. Thanh kiếm của anh ấy khỏe lắm anh em ạ. Tôi không hiểu thanh kiếm của anh ấy ép cái gì khỏe lắm. Hình như là do tôi mở cái rương đấy các em ạ. Nên là anh ấy mới đánh tôi. Từ từ anh ơi, relax đi anh ơi. Tha em đi anh. Trở lại tôi cầm cái kiếm này tôi bổ vào đầu anh ấy các em ạ. Bất tức chưa? Rồi anh em ạ, bất tức của đấy. Rồi ok rồi. Ok các em ạ. Đi qua đây anh ấy. Đi qua đây anh, đi qua đây anh, đi qua đây. Đi qua đây. Mở cái này lên, đấy, đi qua đây anh ấy. Vàng này anh ơi, vàng này anh, vàng này anh. Đấy, vàng trong này, ơi chết rồi, chết rồi. Vàng của tôi. Đấy, vàng kia anh, đúng rồi anh ơi. Đúng rồi anh ơi, tuyệt quá. Ấy, xây lên đi nào. What, what. Xây lên, rồi ok các bạn, thành công rồi. Thành công rồi, thành công rồi. Phá cái nút đi. Rồi, hả? À, vứt cái này đi vậy? Chả cần cái này đâu anh em ạ. Ok, đấy. Nhặt lại cái nút, rồi. Mở thử cái rương coi nào. Chắc chắn là giờ lại cái nhìn tôi là anh ấy bực lắm. Bởi vì là tôi mở rương ấy nhưng mà anh không đánh cho tôi anh em ạ. Tôi tính là tôi sẽ xuống dưới và tôi đưa thêm một anh Piglin nữa lên. Nhưng mà như vậy nó lại lâu lắm anh em ạ. Mình lại phải xây lại từ đầu, chung mà nó lâu lắm. Tôi để khi nào đi anh em ạ. Hoặc khi nào tôi offline tôi làm sau cũng được. Đấy, một anh thôi cũng đủ rồi anh em ạ. Ok các em ơi, bây giờ tôi sẽ thử xem là cái anh ở trong 10 phút là anh đổi cho mình bao nhiêu đồ nhá. À, đầu tiên ấy là tôi sẽ phải cất mấy cái đồ va vẩn của tôi vào đây đã anh em ạ. Được rồi, chắc là tôi sẽ gọi là để nhờ cái chỗ của anh dân nhỉ. Đấy, anh cai quản cho em nhá. Chị em không có tin cái thằng Piglin đâu. Đấy, em tin anh thôi. Ok các em ạ, tôi sẽ cất tặng một chút đồ đã.
Ok anh em, bây giờ tôi sẽ biến hết tất cả những cái hạt vàng này thành phôi vàng anh em ạ. Đây anh em ơi, à, tôi đã có rất là nhiều phôi vàng rồi. Đấy, bây giờ tôi sẽ để hết vào trong cái rương này. À, và thử xem là 10 phút là anh tích lên là anh ấy đổi cho mình bao nhiêu đồ anh em nhá. Thì bây giờ ấy mà mình muốn gọi là cái máy nó hoạt động ấy, là mình chỉ cần ấn cái nút này thôi là nó hoạt động anh em ạ. Nào, cẩn thận anh em ạ, chứ không rơi xuống à được rồi. Tôi sẽ dài thêm tí nhỉ, cho nó an toàn anh em ạ, chứ không mình rơi xuống ghê lắm, chết cha đấy anh em ạ. Chết luôn đấy. Rồi, nào. Đấy, hoạt động đây. Đấy, ngon ngay anh em ạ. Đấy, tôi đứng ở đây thử 10 phút anh em ạ. À, ok anh em ơi, đã tầm hơn 10 phút rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta cùng xem thử nhá. Đấy, bây giờ muốn cái máy này dừng hoạt động ấy, ta bỏ vàng ra anh em ạ. Ô, what? Nó lấy hết vàng của tôi luôn rồi à? À không không không, ở trong này. Đấy, bỏ vàng ra. Đấy, anh nghỉ tí anh nhá. Úi dồi ôi, anh em thấy chưa? Anh em phê pha chưa? Đấy anh em ạ, khá là phê luôn anh em ạ. Đấy, nếu mà anh em mà có máy farm vàng ấy thì cái máy trao đổi đồ với Picklin này nó là một cái máy gọi là rất là tốt luôn anh em ạ, gọi là rất là hợp nhau luôn anh em. Ok anh em, đó. Bây giờ tôi tiếp tục tôi cho anh cái đổi đồ thôi. Đấy, ok. Thì tôi nghĩ là buổi hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Đấy, hôm nay chúng ta đã mang đến cái dân làng cái chè này. Đấy, mang cái Picklin này chè luôn, rất là tuyệt vời luôn anh em ạ. Để tôi đổi đồ với anh dân làng tí anh em ạ. Đấy, rất là ngon nghẻ luôn anh em ạ. Farm xong là không bao giờ sợ đầy đồ luôn anh em ạ. Ok, thì tôi nghĩ là buổi hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem cái trận đây. Gặp lại anh em ở video lần sau nhá. Yêu anh em rất là nhiều. Ok anh em ơi. Thật sự là cái đoạn video ngắn này là tầm 30 phút sau khi tôi kết thúc tập 25 nhá. Tôi đang đứng để tôi đổi đồ với anh Picklin đây. Đấy. Đấy. Anh em phải thấy là cái rương có khá nhiều đồ rồi ở đây. Và tôi nhìn thấy một cái điều nó rất là nguyền rủa trong Minecraft anh em ạ. Anh dân là anh ngủ trong địa ngục anh em ạ. What? Chính là do cái sự kiện này nên là tôi rất là muốn bật video lên để cho anh em xem đây anh em ạ. Thôi, ok, tôi chỉ muốn cho anh em xem cái đấy thôi anh em ạ. Tạm biệt anh em nhé.